Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu chương trình thì hãy cùng Ngọc Mai gặp gỡ anh Đỗ Tiến Đạt đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe những phân tích của anh về phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Dạ xin chào anh Đạt. Thưa anh thì không biết là trong phiên giao dịch hôm nay thì có những cái điểm nào cần đáng chú ý anh ạ? Vâng, thì để bắt đầu phần nhận định cho phiên dịch ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ điểm lại cái phiên dịch ngày hôm qua cũng có những điểm đáng chú ý là phiên ngày 31 tháng 3 thì về dịch phiên sáng thì trong phiên chỉ số VN-Index có những lúc đã tăng lên hơn 10 điểm. Tuy nhiên thì trong giờ nghỉ trưa thì với thông tin là chính phủ đã ban bố là cách ly toàn quốc với 15 ngày. Thì thông tin này khi được công bố vào giờ nghỉ trưa thì sau đó thì thị trường đã nhanh chóng giảm điểm và có những lúc đã giảm hơn 10 điểm. Tuy nhiên về cuối phiên giao dịch thì chỉ số giảm đã thu hẹp lại và có mức tăng nhẹ cho thấy thì tâm lý nhà đầu tư cũng đã dần được ổn định. Còn về phiên dịch ngày hôm nay thì bắt đầu vào phiên sáng thì thị trường cũng đã có những biểu hiện tích cực và thị trường có sự tăng điểm trở lại. Và đà tăng đó thì tiếp tục duy trì cho đến chiều ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì các nhóm ngành mà tăng điểm nổi bật đó là nhóm ngành về dầu khí và chứng khoán và ngân hàng. Đặc biệt thì có các cổ phiếu về dòng và chứng khoán như cổ phiếu SSI hay là cổ phiếu HCM của công ty chứng khoán HSC thì đều đã có mức tăng trần. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng như cổ phiếu công thương, mã cổ phiếu là CTG với mức tăng là 6.4%, cổ phiếu HD Bank thì tăng 6.5%, cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, mã cổ phiếu là VCB thì tăng là 4.8% và cổ phiếu BIDV thì tăng 4.1%. Bên cạnh đó đóng góp vào đà tăng của thị trường thì các nhóm cổ phiếu họ blue chip như là BOS thì cũng có mức tăng là 6.6%. Cổ phiếu của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG thì tăng gần 6%, cổ phiếu của Thế Giới Di Động MWG thì tăng khoảng 4% và cổ phiếu Vinamilk với mức tăng là 3.3%. Thì kết thúc phiên chỉ số VN-Index tăng 17.7 điểm và đóng cửa mức là 680.23 điểm so với về khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt được là 32 triệu cổ phiếu tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Và cái mức giao dịch này vẫn duy trì trong các phiên giao dịch diễn ra gần đây. Có một điểm trừ ở đây hiện là khối ngoại tiếp tục bán ròng với hơn 140 tỷ trên cả hai sàn là sàn HOSE và sàn Hà Nội. Các mã cổ phiếu bị bán ròng tập trung vào các cổ phiếu như là CTG, Vietcombank, BOS, cổ phiếu công ty Phú Tài và cổ phiếu Hòa Phát HBG. Còn ở sàn Upcom thì cổ phiếu được nhà khối ngoại mua ròng với giá trị là khoảng 16 tỷ đồng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng rất thắc mắc về chỉ số tăng trưởng GDP trong quý 1 năm 2020 cũng như là chỉ số tiêu dùng CPI đã chịu những cái tác động của dịch Covid-19 như thế nào? Vâng, về ảnh hưởng của dịch Covid-19 khá là nặng nề đến nền kinh tế của Việt Nam thì chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 1 năm 2020 chỉ đạt mức là tăng 3.82%. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009 đến nay. Mức tăng trưởng này tập trung ở nhóm ngành về công nghiệp và dịch vụ với mức tăng trưởng là 5.15%, nhóm ngành dịch vụ tăng là 3.27% và nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp với mức tăng chỉ 0.08%. Nhóm ngành này không chỉ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà nó còn bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu thời tiết dẫn đến hiện tượng là ngập mặn. Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1 của Việt Nam thì chỉ đạt hơn 115 tỷ đồng, giảm 0.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì mức xuất khẩu tăng 0.5% và nhập khẩu thì giảm gần 2% so với cùng kỳ. Và ước tính thì trong quý 1 hiện tại thì chúng ta đang xuất siêu đạt khoảng 2.8 tỷ USD. Dịch bệnh Covid-19 thì cũng ảnh hưởng lên đến toàn thế giới chứ không chỉ riêng gì về Việt Nam, nên các đối tác của Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, nên các hoạt động vốn đầu tư FDI cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thì vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong quý 1 hiện tại là 6.8 tỷ và vốn giải ngân hiện tại là chỉ đạt 3.9 tỷ trong quý 1. Thì tỷ lệ này tương ứng là chỉ đạt được khoảng 20.9% so với cùng kỳ năm trước và 6.6% so với cùng kỳ. Về chỉ số CPI thì hiện tại thì chỉ số CPI của Việt Nam cũng đang ở mức khá là cao do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh. Và như tôi phân tích thấy, nếu mà tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ dẫn đến lượng hàng có thể bị khan hiếm, trong khi đó thì cái lượng tiền chính phủ được cung ra có thể gây dư thừa và đó có thể dẫn đến
nguy cơ tăng lạm phát cho thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy một điểm tích cực, đó là chính phủ vẫn đang cố gắng kéo giảm chỉ số CPI trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua. Nhưng hiện tại thì chỉ số CPI ở quý 1 đang ở mức là 5.56% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Và lạm phát cơ bản cũng bình quân đang mức tăng là 3.05% so với cùng kỳ năm trước. Về ảnh hưởng của các nhóm ngành thì bởi dịch bệnh Covid-19 thì nhóm ngành bán lẻ và hàng hóa dịch vụ tháng 3 hiện tại đang giảm 0.8% so với cùng kỳ năm trước. Và ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm dịch vụ lữ hành với mức giảm là 45%, và nhóm dịch vụ lưu trú thì giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Dạ vâng, vậy thì không biết là trong thời gian sắp tới chính phủ sẽ có những cái biện pháp hay kịch bản nào để mình hồi phục lại cái chỉ số tăng trưởng GDP không thưa anh? Vâng, thì các kế hoạch để giúp tăng trưởng trong thời gian sắp tới chủ yếu chính phủ sẽ tập trung vào các hình thức đầu tư công. Vì với ước tính thì khi chúng ta sẽ tăng 1% vào đầu tư công thì chỉ số CPI sẽ tăng tương ứng khoảng là 0.06%. Thì tương ứng với đó thì mức đầu tư công trong quý 1 năm 2020 đã tăng 16.8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một động thái khá là tích cực phản ánh cho việc chính phủ đang cố gắng thúc đẩy để tăng trưởng nền kinh tế trở lại. Bên cạnh đó thì khi mà tiếp tục đầu tư công thì cơ sở hạ tầng sẽ ngày càng được cải thiện, qua đó cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhóm vốn đầu tư nước ngoài để có thể tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Qua đó thì cũng sẽ giúp các ngành như về bất động sản, khu công nghiệp có thể gia tăng được lượng khách cho thuê, qua đó cũng sẽ giúp tăng trưởng GDP của Việt Nam lên. Và theo như Tổng cục Thống kê cập nhật hai kịch bản xảy ra thì với kỳ vọng dịch bệnh Covid-19 này sẽ được kiểm soát trong quý 2 thì dự kiến GDP của Việt Nam tăng trưởng trong năm sẽ cao hơn mức 5%. Tuy nhiên nếu trường hợp xấu hơn thì dịch bệnh được kiểm soát trong quý 3 thì mức tăng trưởng này chỉ giảm hơn thấp hơn ở mức là 5%. Và theo đánh giá từ tổ chức World Bank thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thì năm 2019 thì đạt khoảng sắp xỉ là 5%. Các ngành chủ yếu của Việt Nam như là ngành du lịch, chế tạo bị ảnh hưởng nặng nề do việc đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên thì tốc độ tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2021 với mức là 7.5%, và năm 2022 đạt mức là 6.5% nhờ nhu cầu từ bên ngoài vẫn tiếp tục tăng và sức mạnh nội tại của nền kinh tế Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Những chia sẻ vừa rồi của anh Đỗ Tiến Đạt cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ Cái Sổ. Và quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 của chương trình, phần điểm tin. Mở đầu sẽ là thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, vừa qua ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã trên sàn HOSE là VPB, đã công bố báo cáo sơ kiểm toán với lãi thuần dịch vụ của VPBank giảm 6% so với trước kiểm toán và thu nhập lãi thuần tăng 0.6%. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, lợi nhuận trước và sau thuế của VPBank lần lượt đạt 10.324 tỷ đồng và 8.260 tỷ đồng, cùng tăng 12% so với năm 2018. VPBank có lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ vào thu nhập lãi thuần tăng 24% so với năm 2018, đạt 30.670 tỷ đồng, và lãi thuần từ dịch vụ tăng 73%, đạt 2.792 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty khoáng sản TKV Vimico mới đây đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu hợp nhất gần 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 163 tỷ đồng, cổ tức công ty mẹ tổng công ty trên 3%. Đại hội cũng thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội thông qua việc tiêu thụ phôi thép sản xuất tại công ty cổ phần gang thép Cao Bằng năm 2020 và các năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh và cơ chế mua bán sản phẩm năm 2020 với TKV. Năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty đạt 6.202 tỷ đồng, tăng 8.77% so với năm 2018. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 137.67 tỷ đồng.
ngày 31 tháng 3, công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC công bố báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 của BVSC đạt 127,9 tỷ đồng, 102% kế hoạch đặt ra. Hệ số an toàn vốn khả dụng đạt 714%, cao gần gấp 4 lần so với quy định của Bộ Tài chính. Doanh thu 2019 đạt 564 tỷ đồng, bằng 111% so với kế hoạch. Điểm sáng trong hoạt động 2019 của BVSC là lĩnh vực tư vấn. Năm 2019, BVSC triển khai thành công nhiều thương vụ lớn, góp phần mang lại cho công ty danh vị nhà tư vấn tiêu biểu trên thị trường tại diễn đàn M&A thường niên, cũng như góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra. Huawei, doanh nghiệp tiên phong trong mạng viễn thông di động 5G thế hệ mới, cho biết doanh thu của họ đã tăng 19,1% lên 858,8 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng tăng 5,6% lên 62,7 tỷ nhân dân tệ trong năm 2019 nhờ mảng kinh doanh điện thoại thông minh tăng trưởng khởi sắc. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng hoạt động kinh doanh của Huawei có thể giảm sút do kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với sức ép giảm mạnh giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, qua đó tác động lên chi tiêu tiêu dùng. Ngân hàng Thế giới ngày 30 tháng 3 cho hay tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ giảm xuống 2,3% trong năm nay, mức thấp nhất trong hơn 4 thập niên qua do dịch COVID-19 và bất ổn tài chính gia tăng. Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ có kế hoạch chi trả 2,6 tỷ đô la Mỹ cổ tức, chiếm hơn một nửa lợi nhuận thường niên của ngân hàng này, phớt lờ kêu gọi của chính phủ và các cơ quan quan sát thị trường tài chính rằng các ngân hàng cần hạn chế chi trả cổ tức trong giai đoạn khủng hoảng dịch COVID-19. UBS cho hay ngân hàng này có đủ năng lực tham gia hỗ trợ nền kinh tế trong khi vẫn duy trì được chính sách chi trả cổ tức hợp lý. Mức cổ tức UBS đề xuất chi trả cho các cổ đông là 0,73 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Khép phiên giao dịch ngày 31 tháng 3, giá cổ phiếu của UBS đứng ở mức 9,4 đô la một cổ phiếu. UBS đạt lợi nhuận ròng 4,3 tỷ đô la trong năm 2019. Xin kính chào quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình Giờ Cát Sổ. Và ngay sau đây hãy cùng Ngọc Mai gặp lại anh Đỗ Tiến Đạt đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe về những cổ phiếu nổi bật trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh Đạt. Không biết là trong giai đoạn hiện tại thì có mã cổ phiếu nào nổi bật để quý nhà đầu tư có thể có cơ hội đầu tư không thưa anh? Vâng, thì theo tôi nhận định hiện tại thì thị trường với những cổ phiếu hiện tại đang giảm về vùng giá khá là sâu và có mức định giá cũng như tăng trưởng khá là hấp dẫn, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý nhà đầu tư cổ phiếu của công ty cổ phần VRE với được niêm yết trên sàn HOSE với mã cổ phiếu là viết tắt là VRE, là của công ty cổ phần Vincom Retail. Đây là thuộc thương hiệu kinh doanh mặt bằng bán lẻ của tập đoàn Vingroup. Thì về cơ cấu doanh thu của VRE thì năm 2019 thì doanh thu đến từ việc cho thuê mặt bằng bán lẻ lên đến khoảng 75% tỷ trọng doanh thu. Phần còn lại 25% thuộc về phần chuyển nhượng các loại hình bất động sản khác. Hiện tại thì VRE đang là chủ đầu tư và vận hành 4 cái mô hình trung tâm thương mại lớn, đó là thứ nhất là trung tâm thương mại Vincom Center, thứ hai là trung tâm thương mại Vincom Megamall, thứ ba là trung tâm thương mại Vincom Plaza và cuối cùng là Vincom Plus. Và hiện tại thì tổng diện tích sàn bán lẻ của GFA của VRE đạt khoảng 1.6 triệu mét vuông, vượt xa so với đối thủ thứ hai là công ty Aon thì với mức chỉ khoảng là 500.000 mét vuông thôi. Thì hiện tại thì VRE với kế hoạch kinh doanh dài hạn của mình thì VRE có kế hoạch mở rộng khoảng từ 20 đến 30 trung tâm mua sắm mỗi năm và dự kiến tăng khoảng từ 200 đến 300 nghìn diện tích sàn bán lẻ thông qua các trung tâm thương mại được mở rộng. Thì nói về các loại hình trung tâm thương mại của VRE thì hiện tại VRE đang sở hữu 7 trung tâm thương mại Vincom Central và 3 trung tâm thương mại Vincom Megamall. Thì các loại hình trung tâm này tập trung ở các vị trí, các khu đô thị có tập trung khu đông dân cư, các vùng trung tâm như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì ở đây hướng đến các phân khúc khách hàng từ có mức thu nhập từ trung bình khá trở lên, và ở đây thì luôn có những các hoạt động vui chơi giải trí để thu hút người dân đến đây mua sắm cũng như là vào dịp cuối tuần. Còn về hai loại hình trung tâm thương mại còn lại là Vincom Plaza, hiện tại thì VRE đang sở hữu 54 trung tâm và Vincom Plus, hiện tại thì VRE đang sở hữu là 15 trung tâm. Thì hai loại hình trung tâm này được VRE xây dựng ở các thành phố đô thị
ngoài khu trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và hướng đến các khu đô thị loại 2 và loại 3, thì ở đây mặc dù các trưng bày sản phẩm không được nhiều bằng như là các Vincom Central hoặc là Vincom Megamall, nhưng mà ở đây cái việc trưng bày khá linh hoạt để đáp ứng tùy theo nhu cầu thị hiếu mua sắm của người dân tại các địa phương tại đây. Dạ vâng, vậy không biết anh có thể chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh trong năm 2019 cũng như là kế hoạch kinh doanh sau khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 kết thúc của VRE có gì nổi bật được không ạ? Vâng, thì về kết quả kinh doanh của năm 2019 của VRE tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, thì kết thúc năm tài chính năm 2019, VRE ghi nhận mức doanh thu hơn 9.250 tỷ đồng với mức tăng khoảng 1.5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm của VRE đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Và tận dụng được cái ưu thế với vị trí dẫn đầu của mình, thì VRE cũng đã liên tục mở rộng các quỹ đất để khẳng định cái vị thế dẫn đầu của mình. Về hoạt động kinh doanh của VRE trong năm 2020, thì do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid kéo dài bắt đầu từ khi sau Tết Nguyên Đán, do đó thì cũng hạn chế cái số lượng mà người dân cũng lui tới các trung tâm thương mại của VRE mua sắm, và đó sẽ cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận từ các hợp đồng chia sẻ doanh thu của VRE. Thì theo tôi ước tính thì có khoảng trung bình khoảng 20% doanh thu của VRE đóng góp từ các hoạt động chia sẻ kinh doanh này. Tuy nhiên thì trong tháng 3 vừa rồi thì VRE cũng đã tung ra gói hỗ trợ là khoảng 300 tỷ đồng cho các khách hàng hiện hữu của mình. Trong đó thì khoảng 90% thì đến từ việc giảm giá trực tiếp về giá cho thuê, và 10% còn lại thì đến từ các voucher thương mại điện tử, để kỳ vọng sau khi mà tình hình dịch bệnh được kết thúc thì cái việc mua sắm sẽ được thúc đẩy, và đó sẽ tăng được nhu cầu khách cho thuê cũng như là lợi nhuận từ các hợp đồng chia sẻ doanh thu của VRE. Thì theo đó thì tôi cũng kỳ vọng là dịch bệnh sẽ được kiểm soát và sẽ kết thúc vào quý 2, và qua đó vào hai quý cuối cùng của năm 2020, quý 3, quý 4 thì VRE sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Thì tôi kỳ vọng doanh thu của VRE năm 2020 sẽ đạt được hơn 10.390 tỷ đồng với mức tăng là khoảng 12% so với năm 2019. Tương ứng với mức lợi nhuận sau thuế sẽ đạt được hơn 3.100 tỷ đồng với mức tăng là 10% so với năm 2019. Về triển vọng của VRE sắp tới vào năm 2025, thì VRE vẫn sẽ tiếp tục mở rộng các trung tâm thương mại và tăng độ phủ rộng khắp 63 tỉnh thành. So với mức hiện tại thì VRE chỉ đang phủ khắp là 43 tỉnh thành thôi. Và VRE sẽ tăng cái số lượng trung tâm thương mại mình sở hữu lên được là 135 trung tâm, sẽ tăng khoảng 70% so với năm 2019. Và tương ứng với đó thì diện tích sàn cho thuê cũng sẽ tăng tương ứng là khoảng 2.8 triệu diện tích sàn cho thuê, sẽ tăng khoảng 75% so với diện tích sàn cho thuê năm 2019. Bên cạnh đó thì VRE cũng sẽ tiến hành nâng cấp các khu trung tâm thương mại tại Vincom Plus thành Vincom Plaza để đáp ứng và phục vụ các nhu cầu tùy theo từng địa phương tương ứng. Dạ vâng, vậy thì không biết là cổ phiếu VRE nó có những cái điểm nhấn đầu tư đáng chú ý nào ạ? Vâng, về những cái điểm nhấn đầu tư mà khi chúng ta đầu tư vào cổ phiếu VRE, chúng ta sẽ có 4 điểm nhấn lớn. Thứ nhất là VRE hiện tại là hướng lợi nhờ sự bùng nổ của thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Thì như chúng ta biết thì Việt Nam của chúng ta là với dân số trẻ và mức thu nhập hiện tại của người dân ngày càng được tăng cao, thì theo tôi kỳ vọng ước tính thì trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, thì mức tăng trưởng thu nhập bình quân của người dân mỗi năm khoảng 30%. Trong khi đó thì đây là mức thu nhập cao so với, đây là mức tăng trưởng cao so với các quốc gia trong khu vực ASEAN. Trong khi đó thì diện tích sàn bán lẻ của VRE hiện tại và ở Việt Nam thì đang thấp hơn so với các nước trong khu vực. Do đó thì nắm lấy lợi thế dẫn đầu thị trường của mình, thì VRE vẫn đã liên tục mở rộng tăng diện tích sàn bán lẻ lên, và ước tính từ giai đoạn từ năm 2016 cho đến năm 2019 thì tốc độ mà mở rộng diện tích sàn tăng trưởng bán lẻ của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng của VRE tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm. Về luận điểm thứ hai là
các mặt bằng bán lẻ của VRE thì được hưởng lợi nhờ cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. Thì như theo tôi nhận thấy thì các trung tâm thương mại của VRE thì cũng có vị trí cũng khá là gần với các trạm tàu điện ngầm metro. Do đó khi các trung tâm thương mại này, do đó khi mà các tuyến tàu điện ngầm này được khánh thành thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho người dân có thể lui đến đó, có thể tham quan mua sắm cũng như là gia tăng được cái số lượng doanh thu từ các hợp đồng chia sẻ doanh thu của VRE. Bên cạnh đó thì với mô hình kinh doanh gồm 4 loại mô hình thì VRE hướng đến phục vụ hầu hết tất cả các lượng khách thuê, thì ước tính qua đó sẽ giúp cho VRE sẽ tăng được cái tỷ lệ lấp đầy chỗ thuê của mình. Thì ước tính thì năm 2019 thì tỷ lệ lấp đầy của VRE lên đến khoảng 89%, nó tăng khoảng 1.4% so với năm 2018. Về động lực thứ ba đó chính là việc hưởng lợi từ hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. Thì như chúng ta đã biết thì tập đoàn Vingroup hiện đang sở hữu một cái quỹ đất khá là lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với quỹ đất này hơn là 176 triệu m2. Bên cạnh đó thì với việc hỗ trợ tài chính cũng như là hỗ trợ về chiến lược kinh doanh thì VRE có dễ dàng có khả năng có thể tiếp cận cái nguồn quỹ đất này. Đây cũng là một lợi thế khá là lớn so với các đối thủ cạnh tranh cho thuê sàn bán lẻ đến từ nước ngoài, do họ gặp phải những cái điều kiện khó khăn về việc chuyển nhượng cũng như là quy hoạch để xây dựng các khu đô thị này. Bên cạnh đó thì VRE cũng được hưởng lợi thế sẵn từ các khách hàng, sẵn từ tập đoàn mẹ của Vingroup như là VinFast hay là VinMart. Thì những tập đoàn này ban đầu khi mà muốn xây dựng mở rộng mặt bằng thì sẽ thuê mặt bằng của VRE. Thì ước tính thì năm 2019 thì nhóm khách hàng nội bộ từ nhóm Vingroup này đã đóng góp khoảng 20% doanh thu, tương ứng với khoảng 26% diện tích thuê sàn của VRE. Và động lực cuối cùng cũng là động lực quan trọng nhất, đó là việc như tôi đã chia sẻ thì VRE cũng đã có những cái chiến lược giống như là mở rộng quỹ đất để tăng trưởng cho dài hạn, qua đó để có thể khẳng định cái vị thế dẫn đầu của mình. Dạ vâng. Vậy thì giá trị kỳ vọng mà cổ phiếu VRE có thể đạt được là như thế nào? Vâng, về định giá cổ phiếu VRE thì chúng tôi sử dụng 3 phương pháp để định giá cổ phiếu VRE, đó là phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, phương pháp định giá trên BE và định giá BB. Thì chúng tôi kỳ vọng năm 2020 với kết quả kinh doanh, tình hình của VRE thì VRE sẽ đạt được mức tăng trưởng EPS cuối năm 2020 tương ứng khoảng gần 1.500 đồng một cổ phiếu, và tương ứng với mức giá trị sổ sách của VRE sẽ đạt gần 13.000 đồng một cổ phiếu. Qua đó thì chúng tôi kỳ vọng mà giá trị của VRE sẽ đạt được trong năm 2020 tương ứng là khoảng 35.000 đồng trên một cổ phiếu. Thì với vùng giá hiện tại, quý nhà đầu tư có thể quan sát và mua cổ phiếu VRE sau khi mà những cái tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và bắt đầu trở nên tích cực hơn, thì quý nhà đầu tư có thể nhận một khoản upside khá là lớn, tương ứng khoảng là 80% so với vùng giá hiện tại. Dạ vâng. Và cuối cùng thì không biết là có rủi ro nào không khi đầu tư vào VRE thưa anh? Vâng, thì khi đầu tư vào một cổ phiếu thì chúng ta cũng cần phải quan tâm về các rủi ro của cổ phiếu đó gặp phải. Thì VRE cũng là một cổ phiếu thuộc ngành bất động sản, do đó khi mà VRE sẽ chịu chung rủi ro của ngành bất động sản. Khi ngành bất động sản trở nên khó khăn thì hoạt động kinh doanh mua bán của VRE cũng sẽ trở nên chậm đi. Về rủi ro thứ hai đó là việc mở rộng quá nhanh các trung tâm thương mại tại các thành phố cấp 2 và cấp 3. Thì với việc mở rộng quá nhanh như thế thì có thể là cái nhu cầu cũng như là người dân tại đây người ta vẫn chưa có thói quen đến đây để mua sắm, do đó cũng sẽ làm chậm đến cái kế hoạch kinh doanh của VRE. Về rủi ro thứ ba đó là rủi ro về áp lực cạnh tranh. Thì hiện tại thì như chúng ta thấy thì cái việc mà mua sắm online cũng khá là phổ biến, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh. Và chúng tôi kỳ vọng rằng nếu như mà khi mà hình thức mua sắm online này trở nên phổ biến thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu khách đi thuê của VRE tại các trung tâm thương mại, qua đó cũng sẽ làm giảm về cái lượng nhu cầu khách, cũng như là hiện tại thì số lượng các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài cũng khá là nhiều, qua đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mặt bằng giá cho thuê của VRE. Và cái rủi ro cuối cùng mà chúng tôi đánh giá VRE gặp phải là nếu như tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài thì
cái nhu cầu mà khách thuê mới cũng như là cái lượng khách lui tới các trung tâm thương mại cũng sẽ tiếp tục giảm, do đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của VRM. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ cũng như là khuyến nghị gửi đến quý nhà đầu tư ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Giờ Cá Sấu cũng đã hết. Ngọc Hoa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Giờ Cá Sấu tiếp theo.